mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Khi sự thật được phơi bày. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 20 tháng 6, ông Tôn Thất Thạnh, 58 tuổi, Giám đốc CDC Đà Nẵng, được công an hộ tống từ trụ sở CDC đường Lê Đình Lý về nhà riêng số 90 đường Lê Lợi, phường Thạch Thang để tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam về tội tham ô tài sản. Quyết định khởi tố bắt giam cũng được cơ quan tố tụng thực hiện với trưởng khoa xét nghiệm CDC Đà Nẵng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 40 tuổi, trú tại đường Nguyễn Du, phường Thạch Thang. Công an thành phố Đà Nẵng cũng đồng thời khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra đối với bà Lê Thị Kim Chi, 36 tuổi, trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, nhân viên khoa xét nghiệm của CDC Đà Nẵng, với cùng tội danh tham ô tài sản. Việc công an thành phố Đà Nẵng bắt giam người đứng đầu CDC Đà Nẵng không ngoài dự đoán của dư luận. Tuy nhiên, thông tin do cơ quan chức năng cung cấp ngay sau đó đã khiến nhiều người dân Đà Nẵng cảm thấy hụt hẫng, bởi trong năm 2020-2021, Đà Nẵng được coi là điểm sáng của cả nước về phòng chống dịch COVID-19 bằng phương pháp xét nghiệm gộp mẫu. Theo báo cáo của CDC Đà Nẵng, trong đợt dịch thứ 2 vào năm 2020, phương pháp lấy mẫu gộp 5 đã cho lợi ích thiết thực, tiết kiệm về chi phí xét nghiệm giảm xuống còn gần 12 tỷ đồng thay vì hơn 55,4 tỷ đồng nếu xét nghiệm mẫu đơn. Trong vòng 16 ngày từ ngày 8 đến ngày 23 tháng 8 năm 2020, số người được lấy mẫu xét nghiệm tại thành phố Đà Nẵng là 97.103 người. Năm 2021, bước vào đợt dịch thứ 3, CDC Đà Nẵng tiếp tục cải tiến phương pháp mẫu gộp nhóm 5 thành mẫu gộp nhóm 10. Chỉ tính riêng số mẫu gộp que thu thập được từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 5 là 7.386 mẫu gộp, từ 69.544 lượt người, với số lượng mẫu lẻ trong mỗi nhóm từ 5 đến 10 mẫu, phần lớn là 10 mẫu lẻ trên 1 mẫu gộp. Cũng theo CDC Đà Nẵng, phương pháp gộp mẫu giúp tiết kiệm tối đa lên đến 20 lần chi phí xét nghiệm so với xét nghiệm mẫu đơn, đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm trong điều kiện hạn chế về trang thiết bị, nhân lực, vật lực, phát hiện nhanh các ca bệnh trong cộng đồng. Dù được dự báo trước, nhưng dư luận vẫn không khỏi bất ngờ về sự chủ động làm trái, báo cáo sai sự thật để chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là móc nối với công ty Việt Á để trục lợi kit xét nghiệm được tài trợ của ông Tôn Thất Thạnh và hai thuộc cấp là Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Lê Thị Kim Chi. Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, năm 2021, CDC Đà Nẵng nhận nguồn tài trợ sinh phẩm Rintam RT-PCR của hãng Kogi Hàn Quốc. Ưu điểm của sinh phẩm tài trợ này là sử dụng một kit để chạy hai mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, CDC Đà Nẵng chỉ cho chạy một mẫu, mẫu còn lại báo cáo là kit xét nghiệm của công ty Việt Á. Tháng 7 năm 2020, khi Tổng Giám đốc công ty Việt Á Phan Quốc Việt đến Đà Nẵng, trưởng khoa xét nghiệm CDC Đà Nẵng Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sau khi được Giám đốc Tôn Thất Thạnh chấp thuận, đã nhờ Việt Á hợp thức hóa số lượng lớn kit tài trợ dôi dư bằng cách chuyển toàn bộ số kit này cho Việt Á. Sau khi tiếp nhận số lượng lớn kit xét nghiệm từ CDC Đà Nẵng, công ty Việt Á đã chuyển lại tiền cho một số cá nhân chủ chốt của CDC Đà Nẵng. Thủ đoạn giao kit tài trợ nằm ngoài sổ sách và nhận tiền của Việt Á được CDC Đà Nẵng lặp đi lặp lại nhiều lần. Tổng cộng đã có 21.000 kit tách chiết tự động, 10.000 kit chiết tách thủ công, 2.400 kit xét nghiệm PCR và 74.500 mẫu tuýp rỗng 1,5 ml được giao dịch thành công giữa bộ ba là ông Tôn Thất Thạnh, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Lê Thị Kim Chi của CDC Đà Nẵng với Việt Á. Tổng số tiền mà ông Thạnh, bà Nhàn và bà Chi nhận được từ Việt Á qua các thương vụ nói trên là 4 tỷ 063 triệu đồng. Khám xét nơi làm việc của ông Thạnh, bà Nhàn, bà Chi, công an còn phát hiện vật tư sinh phẩm phòng chống dịch COVID-19 trị giá 2 tỷ đồng nằm ngoài sổ sách, hồ sơ kế toán giấu trong nhà vệ sinh của khoa xét nghiệm. Điều tra của công an thành phố Đà Nẵng thể hiện trong quá trình thực hiện xét nghiệm COVID-19, trưởng khoa xét nghiệm của CDC Đà Nẵng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo nhân viên bớt xén các loại sinh phẩm mua của công ty Việt Á, các nguồn tài trợ, báo cáo không trung thực, làm dư ra một số lượng sinh phẩm và để ngoài sổ sách. Đơn cử đối với sinh phẩm tách chiết thủ công RNA COVID-19, quy cách đóng gói là 50 kit một hộp, tương đương 50 mẫu xét nghiệm.
Do bớt xén khi sử dụng nên mỗi hộp dư ra từ 2 đến 3 kit. Đối với sinh phẩm tách chiết tự động RNA, quy cách đóng gói là 960 kit một thùng, tương ứng 960 mẫu xét nghiệm. Do bớt xén khi sử dụng nên mỗi thùng thường dư ra 192 đến 288 kit xét nghiệm. Mỗi ủy viên dự khuyết trung ương cần luôn giữ mình tránh xa những thói xấu cám dỗ. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 25 tháng 6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị gặp mặt các đồng chí ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ được phân công. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng dự và điều hành hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và 20 đồng chí là ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Trình bày báo cáo tình hình ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đồng chí Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, trên cơ sở phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, Đại hội 13 của Đảng đã bầu 20 đồng chí ủy viên Trung ương dự khuyết. Về cơ cấu, có 19 đồng chí tham gia lần đầu, 1 đồng chí tái cử, 1 đồng chí là cán bộ nữ, 3 đồng chí là người dân tộc thiểu số, 7 đồng chí công tác tại các cơ quan trung ương và 13 đồng chí công tác tại địa phương. Độ tuổi bình quân đầu nhiệm kỳ khóa 13 là 43,7 tuổi. Thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy tổ chức Đảng quan tâm coi trọng công tác xây dựng và chuẩn bị đội ngũ ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng nhằm tạo nguồn cán bộ trẻ kế cận lâu dài cho Đảng. Đến thời điểm hiện nay, 100% các đồng chí công tác ở địa phương tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy và 100% các đồng chí công tác ở Trung ương đều là cấp thứ trưởng và tương đương. Sau hơn một năm tham gia Trung ương, nhiều đồng chí qua hoạt động thực tiễn đã thể hiện được phẩm chất, năng lực công tác của mình, tham gia lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả một số nhiệm vụ, công việc khó, mới, phức tạp, bước đầu tạo được niềm tin, uy tín đối với cán bộ đảng viên ở địa phương, cơ quan đơn vị. Tại hội nghị, các đồng chí ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã thảo luận chia sẻ cảm nhận của mình trong thực tiễn công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc với Thường trực Ban Bí thư và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quan tâm tổ chức hội nghị gặp mặt. Các ủy viên dự khuyết Trung ương cho rằng hội nghị là dịp để lãnh đạo cấp cao của Đảng truyền lửa, giao nhiệm vụ và là động lực rất lớn cho đội ngũ cán bộ trẻ dự khuyết Trung ương. Thể hiện sự vinh dự khi được Đại hội 13 của Đảng bầu làm ủy viên dự khuyết Trung ương, các đồng chí ủy viên dự khuyết Trung ương chia sẻ được sự quan tâm của Trung ương, lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Hầu hết là các đồng chí ủy viên dự khuyết Trung ương đã được bố trí công việc phù hợp và đang có sự trưởng thành, phát triển trong công tác. Các đồng chí luôn có ý thức nỗ lực rèn luyện, thể hiện sự nêu gương, trách nhiệm trước Đảng, đơn vị công tác và bản thân, không chọn việc, không do dự và luôn chủ động khi thực hiện chức trách nhiệm vụ tại nơi công tác. Từ thực tiễn công tác, các đồng chí ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng kiến nghị Trung ương tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về lý luận chính trị, công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, bố trí tạo thuận lợi cho đội ngũ cán bộ dự khuyết Trung ương được phát huy năng lực công tác, thể chế hóa yêu cầu về công tác bồi dưỡng cán bộ trẻ các cấp, trong đó đảm bảo chủ trương bảo vệ cán bộ tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Các đồng chí ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13 cam kết tiếp tục phấn đấu rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống, chủ động trong việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng lãnh đạo quản lý điều hành, đóng góp có hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị. Sau khi lắng nghe các ý kiến chia sẻ và đề xuất của các đồng chí ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã đánh giá cao những bước phát triển trong công tác của các ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Trung ương luôn mong muốn các đồng chí ủy viên dự khuyết Trung ương tiến bộ. Sự mong muốn đó có thể xuất phát từ tình cảm của Trung ương đối với cán bộ lớp sau, nhưng quan trọng hơn đó là trách nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho Đảng. Một nội dung công việc có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với vận mệnh của Đảng, của chế độ, của đất nước. Do vậy, đây vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm. Thường trực Ban Bí thư khẳng định, Trung ương sẽ tạo điều kiện để các đồng chí ủy viên dự khuyết Trung ương tiến bộ,
rèn luyện thử thách qua thực tiễn và đào tạo bồi dưỡng kiến thức. Bên cạnh sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao và Trung ương, Thường trực Ban Bí thư đề nghị bản thân mỗi ủy viên dự khuyết Trung ương cần luôn tự nỗ lực, cố gắng tối đa, rèn luyện về mọi mặt, giữ mình tránh xa những thói xấu, những cám dỗ hàng ngày để trở thành những cán bộ chỉn chu, kỹ lưỡng hơn. Luôn trăn trở, tìm giải pháp tốt, cách thức để giải quyết công việc. Thường trực Ban Bí thư chúc các đồng chí ủy viên dự khuyết Trung ương mạnh khỏe, tiến bộ không chỉ qua vị trí công tác lãnh đạo mà còn về bản lĩnh, nhận thức, kiến thức, sự vững vàng trong công việc, xứng đáng là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Chia sẻ với ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Trương Thị Mai, trưởng ban tổ chức Trung ương cho biết, trong công tác bồi dưỡng rèn luyện đội ngũ cán bộ dự khuyết Trung ương có trách nhiệm của ban tổ chức Trung ương. Ban tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục theo dõi, giúp đỡ, hỗ trợ các đồng chí ủy viên dự khuyết Trung ương trong quá trình phấn đấu rèn luyện, thử thách, đồng thời tham mưu cho Đảng các giải pháp đảm bảo chất lượng lớp cán bộ kế cận. Đánh úp giá vàng. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện vàng chưa khép thì chênh lệch giá quá lớn. Giả sử Ngân hàng Nhà nước cho nhập vàng, giá vàng còn trên 50 triệu đồng một lượng, ai được lợi? Lâu nay, câu chuyện giá vàng luôn gắn với nghi vấn có lợi ích nhóm. Nhưng nói lợi ích nhóm không hẳn là xấu mà còn tùy thuộc tích cực và tiêu cực. Chẳng hạn thị trường vàng được liên thông có lợi cho người mua vàng nhưng bất lợi cho người bán vàng. Còn như hiện nay, Ngân hàng Nhà nước không chi ngoại tệ nhập vàng dành để tăng dự trữ ngoại hối quốc gia, không còn vàng hóa. Nhưng giá vàng vênh lớn với thế giới, đổi lại giá cả không trồi sụt theo vàng và USD. Đó là lợi ích nhóm tích cực cho nền kinh tế, nhưng tiêu cực đối với thiểu số người còn thói quen mua vàng. Cũng có người đặt vấn đề giá vàng trong nước đắt hơn 30% so với thế giới. Cứ thế này, các công ty kinh doanh vàng và nhóm buôn lậu hưởng lợi, đó là lợi ích nhóm tiêu cực. Nhưng đó chỉ là đặt vấn đề dựa trên hiện tượng, chưa chỉ ra được tác giả của lợi ích nhóm tiêu cực. Trong bối cảnh này, thay đổi cách quản lý thị trường vàng phù hợp với tình hình mới là một yêu cầu. Nhưng sửa thế nào phải cân nhắc, không khéo lại nảy sinh câu hỏi có lợi ích nhóm. Có chuyên gia phân tích, ngay lúc này mà cho nhập khẩu để kéo giảm giá vàng từ gần 70 triệu đồng còn 50 triệu đồng một lượng, không khéo lại giúp một số công ty kinh doanh vàng miếng cười mỉm. Nếu giá vàng trong nước sát với thế giới, ai cũng thấy có lợi ích cho người mua vàng sau này. Tất nhiên, người đã mua giá cao phải ngậm ngùi. Nhưng sâu xa, hưởng lợi lớn nhất lại là một số công ty bán vàng miếng, không phải thương hiệu SJC. Vì sao? Thời gian qua, họ đã bán vàng miếng thương hiệu của mình ăn theo giá SJC với cam kết sẽ thu lại theo giá mua của SJC. Miếng vàng của họ giá chỉ trên 50 triệu đồng, nhưng nhờ ăn theo vàng SJC nên bán được giá trên 65 triệu đồng một lượng, lãi thêm 15 triệu đồng một lượng. Có chuyên gia tính, nếu thực hiện đúng cam kết mua lại ngang giá SJC, có doanh nghiệp phải chi ra 180 tỷ đồng để mua lại hết số vàng miếng không phải SJC mà họ đã bán ra. Cho nhập vàng, giá vàng SJC không còn chênh lệch so với thế giới. Lúc đó doanh nghiệp này phủi tay, hưởng trọn 180 tỷ đồng. Sẽ không quá khi nói rằng một số doanh nghiệp vàng đang mong muốn cho nhập để đánh úp giá vàng. Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải quản lý thị trường vàng theo Nghị định số 24, đồng thời ra soát nếu cần phải sửa quy định về thị trường vàng. Quản lý thị trường vàng theo nguyên tắc thị trường là mục tiêu phải hướng đến. Nhưng chữa thế nào không nên nhìn vào vài lát cắt, vài đối tượng mà phải xét tổng thể, lâu dài, tính trên lợi ích nhóm, lớn nhất là nền kinh tế. Cho nhập vàng trở lại thì nền kinh tế được gì? Một số ít người dân còn thói quen giữ vàng. Nhưng với lạm phát và nền kinh tế như hiện nay, mua vàng cất giữ còn phù hợp như vài chục năm trước. Việt Nam phải tăng dự trữ ngoại hối quốc gia. Dùng ngoại tệ nhập vàng để người dân mua cất giữ hay vàng lại chảy ngược qua biên giới như đã xảy ra nhiều năm qua. Tất cả phải cân nhắc, đong đếm, đừng vội vã để tránh vàng hóa nền kinh tế trở lại hay có lợi ích cho một số thiểu số.